Duy Anh Web thiết kế website chọn gói chỉ từ 2,8 triệu tặng tên miền hosting hotline tư vấn làm web 18006223 website duyanhweb.com.vn. Chào mừng bạn đến với chuyên mục tử vi và cuộc sống của trung tâm đào tạo marketing online Duy Anh Web, xem sao chiếu mệnh và vận hạn năm 2022 của người tuổi Nhâm Tuất 1982 nữ mạng để biết năm Nhâm Dần bản mệnh phạm sao gì và cách hóa giải vận hạn. Trong quan niệm, hàng năm mỗi người đều có một ngôi sao chiếu mệnh, đó có thể là cát tinh, có thể là hung tinh hoặc trung tinh, nhưng có chung đặc điểm đều là những ngôi sao có thật trong vũ trụ, hệ thống cửu diệu bao gồm 9 ngôi sao. Cứ 9 năm lại luân phiên trở lại một lần, bao gồm, sao cát tinh gồm, sao thái dương, nhật diệu, sao thái âm, nguyệt diệu, sao mộc đức, mộc diệu, sao trung tinh gồm, sao thủy đức, thủy diệu, sao thổ tú, thổ diệu, sao vân hán, vân hớn, hỏa diệu, sao hung tinh gồm, sao thái bạch, kim diệu, sao la hầu, sao kế đô, và 9 sao chiếu mệnh ứng với 8 niên hạn trong năm là, hạn huỳnh tuyền, tam kheo, ngũ mộ, thiên tinh, toán tận, thiên la, địa võng và hạn diêm vương. Sao chiếu mệnh vận chuyển tuân theo học thuyết ngũ hành mà tập tục lâu đời quan niệm mỗi năm sẽ ứng với một vì sao chiếu mệnh mà bản thân năm đó sẽ gặp được thuận lợi hoặc trắc trở. Sao chiếu mệnh đi kèm ứng với nó là hạn tốt hay xấu của một người trong năm, nếu gặp sao chiếu mệnh tốt thì năm đó được xuôi chèo mát mái, nếu sao chiếu mệnh xấu, sao hạn xấu thì người ta phải cúng sao giải hạn để được an lành. Vậy, trong năm 2022 người tuổi Nhâm Tuất 1982 nữ mạng gặp sao nào chiếu mệnh và gặp vận hạn gì? Nam và nữ mạng năm 1982 tuổi Nhâm Tuất, tức tuổi con chó, thường gọi là cố gia chi khuyển, tức chó về nhà, mệnh thủy, đại hải thủy. Nghĩa là nước biển lớn, tuổi Nhâm Tuất 1982 nữ mạng trong năm 2022 là 41 tuổi bị sao thổ tú chiếu mạng, hạn huỳnh tuyền và vận niên kê giáp viên. 1. Sao thổ tú tốt hay xấu? Sao thổ tú là một hung tinh trong cửu diệu tinh, mặc dù mức độ ảnh hưởng của sao thổ tú là không lớn nhưng nó cũng có thể gây ra những hạn sâu mà mệnh chủ nên lưu tâm, gặp tiểu nhân hãm hại. Sao thổ tú chiếu mệnh thì làm ăn khó thuận lợi, xung quanh luôn có những tiểu nhân gièm pha, phá hoại. Mọi sự khó thành, chính vì vậy cần chú ý, phân định rõ kẻ tiểu nhân đừng để bị lợi dụng mà hại thiệt thân. Vấn đề sức khỏe, với người có sao thổ tú chiếu mệnh năm nay sức khỏe không được tốt, hay bị đau ốm, nhưng bệnh không quá nặng. Xuất hành, người có sao thổ tú chiếu mệnh thì xuất hành, đi xa không thuận lợi, nên hạn chế đi xa tránh gặp nạn. Chuyện tình cảm, do sao thổ tú chiếu mạng chuyện tình cảm không được suôn sẻ, gặp nhiều trắc trở. Xảy ra nhiều cãi vã, tranh chấp không đáng có, khi hiểu sao thổ tú là gì bạn sẽ hiểu rằng khi sao chiếu mệnh bạn thường trong lòng hay mang nỗi buồn man mác, tâm lý không vững vàng, hay hoài nghi, không hăng hái trong công việc làm ăn, song cũng không gặp tai họa gì, vì thế, nên tìm cách điều chỉnh cảm xúc của mình bằng những điều tích cực. Nếu bản mệnh là người cao tuổi thì dễ bị bệnh tật hoành hành, ốm lâu khó khỏi, da trạch bất. Duy Anh Web liên tục khai giảng khóa học bán hàng online đa kênh 4.0, cầm tay chỉ việc một kèm một hotline tư vấn khóa học 18006223 website duyanhweb.edu.vn. An hay chiêm bao mộng mị, không nên nuôi con vật gì? Mời bạn tham khảo, sao thổ tú là gì, sao này chiếu mệnh làm ăn khó thuận lợi, hay đau ốm. 2. Hạn huỳnh tuyền tốt hay xấu, hạn huỳnh tuyền chủ sức khỏe, chủ sự sẽ thường gặp chứng đau đầu, chóng mặt, xây sầm, kinh doanh kỵ đường thủy, để vẹn toàn thì không nên làm gì liên quan đến sông nước, đặc biệt không được bảo chứng cho bất cứ ai vì ắt sẽ nảy sinh chuyện bất lợi. Về sức khỏe, người gặp hạn huỳnh tuyền có thể bị mắc chứng bệnh đau đầu. Đau người, sức khỏe suy giảm, chủ sự thường bị đau đầu, chóng mặt, mặt mũi xây sầm, làm ảnh hưởng đến cuộc sống thường ngày. Về làm ăn, nếu kinh doanh, buôn bán bằng đường thủy, đường sông nước sẽ không được thuận lợi, gặp nhiều khó khăn, trắc trở. Nhìn chung, tất cả liên quan đến đường thủy, đường sông nước thì chủ sự không nên tham gia, dù ít hay nhiều cũng có thể để lại hậu quả khôn lường. Về cuộc sống, nếu việc đứng ra làm chứng hay chứng nhận công việc gì, hoặc cho ai đó, dễ sẽ mang họa, gặp nhiều chuyện bất lợi dẫn tới tiền mất tật mang, đồng thời làm cho cuộc sống của mình cũng như của gia đình không được ổn định. Để giải hạn huỳnh tuyền, bạn cần lưu ý, huỳnh tuyền là hạn về sức khỏe, nhẹ thì sức khỏe suy yếu, nặng có thể dẫn tới tử vong, vậy nên bạn cần đặc biệt chú ý về sức khỏe, không nên chủ quan, coi thường bệnh tật mà dẫn tới. Huỳnh tuyền, trọng bệnh số lâm chung, về làm ăn không nên kinh doanh, buôn bán hay làm bất cứ việc gì liên quan đến sông nước, bao gồm cả việc thuê người khác vận chuyển hàng hóa bằng đường thủy, như vậy mới tránh được những tai họa dẫn đến với mình. Đặc biệt, bạn không nên tham gia những việc không phải của mình, kẻo tiền mất tật mang sẽ ảnh hưởng đến kinh tế cũng như cuộc sống của mình và gia đình. Nếu bạn muốn giảm thiểu nguy cơ rủi ro, tăng cường may mắn và sức khỏe khi gặp hạn huỳnh tuyền, đó là tu nhân tích đức.
Làm nhiều việc thiện, việc này không cần gặp hạn mới thực hiện mà nên thực hiện đều đặn, thường xuyên để bồi đắp nền tảng, gốc rễ của phúc đức, vận may. 3. Vận niên kê giáp viên tốt hay xấu. Kê giáp viên là hình tượng gà được thả vào trong vườn, điều này báo hiệu một năm thành công và no đủ với bản mệnh. Trong năm gặp vận niên này, bản mệnh có tài lộc hoạnh phát, được người khác cho biếu tặng tiền bạc tài sản, công việc làm ăn tấn tới. Kinh doanh buôn bán đắt hàng, xin việc mới hoặc xuất hành đi xa đều có lợi. Trong năm này sức khỏe của bản mệnh khá tốt, tuy nhiên bạn cần tránh di chuyển đường sông nước, cầu phà. Trong năm gặp vận niên kê giáp viên, bản mệnh cần lưu ý hạn chế cho người khác vay mượn tiền bạc, bởi cho vay nợ sẽ rất khó đòi lại được. Trong năm này bản mệnh nên làm phúc giúp đỡ cho người khác nhiều hơn. Về đường tình duyên, trong năm bản mệnh nên chân thành, chung thủy với bạn đời, kẻo mắc mưu kẻ xấu. Gặp khẩu thiệt nho nhỏ, ngoài ra, trong năm này dễ có bạn khác giới đang muốn lợi dụng bạn. Duy Anh Web thiết kế website chọn gói chỉ từ 2,8 triệu tặng tên miền hosting hotline, tư vấn làm web 18006223 website duyanhweb.com.vn.